Xin chào. Nửa đầu năm 2023 đúng là một năm ảm đạm với thị trường phân khối lớn. Chúng ta không hề thấy một sự ra mắt nổi bật hay một chiếc xe nào đáng chú ý ra mắt trong thời gian vừa qua. Có chăng chỉ là những phiên bản được nâng cấp đôi chút về sức mạnh, một bộ cánh mới hay là một màu sắc mới cũng như một số trang bị cho xe. Vậy thì khi nào thị trường phân khối lớn mới trở lại sôi động như thời điểm lúc xưa? Trong clip này chúng ta hãy cùng xem đâu là những chiếc xe sẽ có thể giúp cho thị trường phân khối lớn sôi động trở lại nha. CBR400RR. Trào lưu xe mô tô hạng trung phân khúc 400 phân khối đang dần trở lại khi sự xuất hiện của Kawasaki ZX25R và ZX4R làm mưa làm gió trên thị trường. Từ đó cũng rất nhiều thông tin cho rằng Honda cũng như Yamaha đang có dự định phát triển riêng cho mình những khối động cơ 4 xi lanh mới cho những chiếc mô tô tầm trung của mình. Đặc biệt là Honda với bản thiết kế phát thảo khối động cơ 4 xi lanh cỡ nhỏ mới của họ. Và chiếc xe đang được đồn đoán không đâu khác chính là chiếc CBR400RR. Vào năm 1987, chiếc NC29 của Honda với khối động cơ 400 phân khối đã làm tốt nhiệm vụ của nó khi mang trong mình khối động cơ 4 xi lanh. Tại thời điểm đó đã có một chiếc xe như vậy thì không lý gì thời điểm này không có một chiếc xe như vậy xuất hiện trên thị trường được. Quan trọng là họ có muốn làm hay là không thôi. Với Yamaha thì thông tin đó đã bị bác bỏ ngay từ khi có tin đồn. Vì vậy thì chúng ta hãy quên chuyện R3 đi ha. Nhắc tới phân khúc 400 phân khối thì không thể nào bỏ qua chiếc Đúc 390. Chiếc xe quá hoàn thiện trong phân khúc này. Thế hệ mới của chiếc xe này được ra mắt vào năm 2017. Nó đã làm quá tốt vai trò của mình trong thời gian qua. Và đây cũng đã đến thời điểm mà nó phải cải tiến cũng như là nâng cấp toàn bộ về mặt sức mạnh. Vừa mới đây thì đã có một số hình ảnh chạy thử của chiếc Đúc 390 trên đường với một thiết kế hoàn toàn mới. Nhưng nếu đây là sự thật thì sẽ khá đáng tiếc vì khối động cơ một xi lanh vẫn sẽ trung thành với những anh em đam mê dòng xe này. Năm vừa qua cũng là một năm khá sôi nổi của thị trường xe điện. Kawasaki cũng không phải ngoại lệ. Bộ đôi Kawasaki EV và HEV của Kawasaki được dự đoán sẽ ra mắt trong năm nay. Chiếc EV có thể đơn thuần chỉ là một chiếc xe điện. Tuy nhiên thì chiếc HEV mới là phiên bản đáng chú ý nhất của Kawasaki trong thời gian sắp tới. Một chiếc xe hybrid với sự kết hợp của hai loại động cơ xăng và điện kết hợp với nhau. Một phần thì sẽ giúp cho anh em không còn quá chán nản với việc ra mắt ồ ạt của hàng loạt chiếc xe điện trên thị trường hiện tại. Đã quá lâu khi Suzuki giới thiệu phiên bản mới cho chiếc GSX-R1000R của họ, đó là vào năm 2017, cho tới hiện tại là đã năm 2023. Hãy cùng chờ xem phiên bản sắp tới có đáng công sức chờ đợi của anh em chúng ta hay là không nha. Và mọi người đang mong chờ mẫu xe nào sẽ xuất hiện trên thị trường nhất? Hãy để lại cảm nghĩ cho mình biết với nha.